Nốt trận mình ọp nhé anh em. Rồi luôn, nhanh thế. Trước kia làm gì. Rồi luôn. Rồi luôn. Cho anh quỳ lên đi. Mà cái này thôi. Thế này thôi. Thua thì mình bán con Vio đi. Để sách cho Von Cát, họ có Yon. Ừ, để sách thánh cho Von Cát mà. Ui giời ơi, lại còn thế này nữa. Trời ơi, ơi, ơi. Thêm phát nữa, 13. 13 nếu mà 7 là 20. Không cần roll đâu, kệ bà đi. Này còn roll gì nữa. Cái này còn roll gì nữa. Ôi ôi, mỏi rồi. Xong mà đi ăn sáng. Life goes on and on and on and on and on and đói quá. Một thiên tạm Vera thì nữa chơi. Liêm. Liêm thì chắc anh thú nhỉ. Liêm đánh gì nữa. Liêm làm điều gì mà đánh nữa. Ok gì này. Ngọc đại. Hấp đại được. Glacian này. Rát đấm. Rát đấm trước đấy. Liềm à. Chẳng nhá đội hình gì khác. Ziu. Cho Vera đi đánh ra sát thương chuẩn. Xem cái nhà nào đáng sợ không nè. Choi này, Ngọc Đại này, Night Floor. Hôm nay thì mình xin xin sát thương chuẩn. Rat đấm khi cũng chết. Rồi đấm này mất cái liềm. Rat đấm này. Khỏe quá anh em ơi. Ra tướng, ra tướng khỏe thật sự. Không đỡ được. Làm trận thợ săn quỷ nhỉ. Làm lại trận thợ săn quỷ vừa nãy. Nãy hơi fail. Giờ này mình đánh pháo nhưng mà đánh pháo chỉ đánh 2 pháo mới khỏe, chứ đánh 4 pháo nó hơi làm sao ấy. Đánh 4 pháo nó cứ thấy yếu ở gì ấy. 2 pháo thì khỏe. 2 pháo đánh 1 con Silica hoặc là 1 con đánh 1 con Silica khỏe. Nó khỏe cho con Silica ấy, không phải cho con gì khác. Mà đồ này đánh thú rồi. Thợ săn này. Có thợ săn quỷ này. Giờ nhà chứ là đánh gì bây giờ. Có thú này. Mua thêm đi. Thua bán na đuôi. Đánh gì nhỉ. Đánh nào nhỉ. Ủa cái gì đây? Floor 2 à? Floor 2 cũng xin luôn nữa, sợ thế. Floor này cũng xin luôn này. Nhưng mình có liềm anh em ơi. Chắc không sao đâu. Chấp nhẹ một con xin luôn, đứng ở góc này đi.
Đấy, xin luôn đi, đúng rồi. Ô, xếp đời nó không xin đến liềm à? Ô, bạn này không kéo kéo floor lên nhân đôi sát thương à? Đấy, kéo floor lên nhân đôi sát thương là có khi cũng cũng xử tử mình phết đấy. Rồi luôn ăn hắc ám không nhỉ, hay đánh sáng hắc ám nhỉ, 40 mana thêm một ngọc đại nữa là đánh bán thần được rồi. Khó nghĩ nhỉ, khó nghĩ nhỉ ta. Lên luôn nhá, giữ chuỗi thắng phát nhiều tướng này không biết xếp đâu luôn. Này, tạm đi, không biết xếp tướng đâu luôn. Rồi bên này sang này, bên này xin đốt con floor bên kia rồi luôn, góc này xin đẹp này, xin đội ok lát đấm floor xin. Chữ y đánh gì đâu, bán thần này khó nghĩ nhỉ. Cuồng chiến à, có đồ 40 mana này thì ra mình thích đánh hắc ám hơn anh em ơi. Đồ này đánh hắc ám bán thần, hắc ám gì cũng được cho na cót đồ thợ săn quỷ. Thôi rồi bỏ nhá, mình thủ mãi chán, bỏ đây, bỏ đây mà làm người. Ôi giời ơi, floor xiên 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 còn liềm. Còn liềm nữa sao mà đỡ được. Thợ săn quỷ thì để tùy xem đã nhé, xem nếu mà ra ngọc đại có khi mình không đánh thợ săn đâu. Grab 2 à, có gần không nhỉ, gần đấy, tạm Grab 2 đi. Xem tạm con Arduino đi, biết cho con gì vào. Trông tướng hơi dị dị tí nhưng mà tí nữa mình sẽ thay đổi sau nhé. Tình nhà xiên đôi người gớm phết. Ok vậy thôi, hắc ám thợ săn chưa ra đội hình gì lắm nhưng mà chắc vẫn chơi được rồi luôn. Malok à, dự án cũng được, hên xui. Malok còn 12 con. Rồi luôn, hoành Malok. Em trước có bạn nào bảo mình đánh cái gì nhỉ? Ba thợ săn, ba bán thần. Với cả ba ma tộc. Hên xui ra. Nhưng đánh thế ra săn ma tộc bán thần thì cái bán thần nó lại không, nó không kích được mana cho con gì chính ý, bởi vì Ma lốc là bao nhiêu nhỉ? Ma lốc là 30 mana sẵn đúng không? Cộng 35 mana là 65, 65 là mới được một nửa. Thì cần thêm ngọc đại nữa. Thế mình cần hai ngọc đại à? Một ngọc đại cho Illu, một ngọc đại cho Ma lốc à? Mày còn ra đồ thú này. À, cày thật đấy. Thợ săn quỷ 2 à? Liều phát không nhỉ? Đánh lượt đánh thợ săn thì trận này đang chuỗi thắng thôi, đánh thợ săn đi. Lâu không đánh thợ săn nhớ phết. Đánh thợ săn trận này nhá, trận này mới không ra voi nữa. Chưa ra voi. Nhưng mà thợ săn không đánh được bán thần. Chết rồi, đánh thợ săn đánh bán thần kiểu ba bán thợ săn ba bán thần hắc ám một. Kỳ quá nhỉ. Đang định đánh bán thần trận này. Đã mua thợ săn rồi. Ngày bỏ nhá. Thợ săn ma tộc thì sao nhỉ? Mà thực săn ma tộc thì hơi rủi ro. Cái này chắc thua rồi. Floor xin đôi.
lo xin đôi thì thắng. Đánh thường một phát, đánh thường một phát. Liềm có liềm. À, thôi còn là giáp phòng bệnh nữa. Cần ngọc đại. Cần thương. Cần thương cần ngọc đại. Đổ ra thêm đồ, đồ cung nữa là chịu ấy. Thế là chọn sai rồi. Pha này đi hơi sai rồi. Ây da. Ây shiba. Đi hơi sai rồi. Thôi nước đi này không rút lại được rồi. Nước đi này không rút lại được rồi. Lát luôn kìa. Giỏi luôn, lag luôn. Nó tầm này chắc cũng sẽ bỏ hai Noman này đi được rồi. Hai Noman 2 này bỏ đi lấy full hắc ám. 40 mana chắc để con Floor xiên đi. Floor đang nhiều đam. Pháo thủ con này giữ lại nhé, bình tĩnh nhé. Voi cũng giữ lại nhé. Arduin cũng phải giữ lại nhé, bán thần thì chắc bỏ. Thôi, bán thần bỏ thôi. Hanuman chắc bỏ. Malok hay làm cái đội hình kia thật nhỉ. Làm đội hình ba ma tộc ba bán thần. Bán sử bán thần. Anywho, anyhow thì chúng ta sẽ thử cái này đi cho thành bốn hắc ám đi cho nó xịn xòa lên đi. Yon giữ lại đường hay tránh Yon nhỉ. Thôi đừng thường xoay nữa. Cái tạm thời này đấy nhá. Cầm máu phát. Floor này mấy con floor này xiên đôi luôn. Con floor này bắt con Arduin của mình. Con floor này thì bắt con Van Hell. Ok. Rồng thì cho kệ, kệ bà ăn rồng. Rồng thích làm gì thì làm. Cho thêm một gọc đạn không đánh bán thần thì mình cho hai cái đồ cho con Nakot được. Chuyện này không có thương. Chuyện này đồ dị hợm vãi cả đái. Nếu hiểu sao. Mua đi sợ quái. Thua thì thôi nhé. Thua thì kệ cũng chả có thay đổi gì. Sao thủ đi. Lạc luôn mà. Cho tốc đánh cho pháo thủ này đi. Mong Gaffini sấy ra đam hơn con rồng anh em. Floor xiên luôn. Floor mình còn liềm. Rồi luôn, liềm chả tác dụng gì. Gaffini sấy phát em. Một phát đâu. Vãi này không sấy luôn kìa, con Gaffini điên này. Ảo thế nhỉ. Đam chả biết từ đâu ra. Vẫn ra đam ạ. Không ra cách thánh thì cũng chơi Caffini. Ông Ben 2 cần nhé. Thợ săn cuồng chiến mà không có Caffini 2 thì... À không có Omen 2 thì... Xong rồi mình đánh một con Volcat rồi mình đánh thêm một con cuồng chiến nữa thôi. Ờ. Chắc đánh cuồng chiến đi. 6 cuồng chiến thì sao? 6 cuồng chiến thì... Thì lại cần kích ma pháp à? Thôi. Và chịu. Bốn cùng chiến thôi. Qua nhà cái gì này? Lại phải đi kiếm voi à? À, thế đánh, sẽ đánh ba ba ma tộc được. Đùa cho ma lốc. Thú vị nha. Vãi nhái cái gì đấy. Ui mình tiện kiếm gì nữa. Rồi luôn. Tôi bỏ nó quy đi. Thên mình cũng muốn lấy con thên nhỉ. Con gì cũng muốn lấy. Mình tĩnh, mình tĩnh. Thật là bình tĩnh, chết. Nakot. Này đi.
Nakot xin tí đồ đi, hai đồ cho Nakot đi, Nakot ba đồ đi, liềm cho Volcat này, cái này cho Nakot nốt đi, cái này khả năng cho con Volcat nhé, cho nó xuống nó ấy, xuống nó làm điểm, thêm con ma tộc nữa, Caffini thì thôi, vứt, không cần Caffini đâu, Nakot không muốn gì phát nào à? Không Nakot không muốn gì phát nào à? 11.000 đam mà sao không tìm được. Lại Quy. Anh Quy đúng không nhỉ? Nhưng mà ra thêm thẻ sát thủ mình đánh Quy nhá. Ra thẻ thánh đồ. Quy được không nhỉ? Không làm quái con slot mà đánh Quy. Bình tĩnh nhá. Cát này, lấy ra đây rồi. Thế thì bỏ thợ săn đi à? Bỏ thợ săn giờ hơi điên không? Thôi rồi bình tĩnh, dây thế lên ấy đi. Ba con rồng 6 con nắc thế thôi lên 9 nhá. Lên 9 thì mình cho con Malok với là cho con Vera này vào thay con Caffini này. Thế thôi. Lên 9. Xong rồi thêm một tướng nữa rồi, thêm con Richter là 10. Vừa đủ. Đúng không nhỉ? Thấy sai rồi nhỉ? Tại sao bình thường mình đánh biết 3 ma tộc này, 4 áo này, 10 tướng vừa đủ. Nhưng mà bị kích 3 cùng chiến thôi. Mình lỡ lên con Omen 2 mất rồi. Nó rồi, đánh phải chịu thôi. Bỏ con Void đi. Ma tộc cùng chiến này. Thế này thôi. Thì Malok 2 nữa. Chắc tầm này cũng không ai lấy Malok thôi. 10 ma lốc rồi. Nakot thì vẫn gánh team nhá. Caffini gánh này. Không sao. Liềm này tốc đánh này, tốc đánh này cho con cát đi. Tốc đánh cho con Caffini chả có ít nghĩa mấy. Floor xiên luôn à, hơi rén nhỉ. Con floor này xuống nó xiên con rồng của mình. Thôi kệ, đánh cho nó xiên luôn. Nhiều thương floor bên kia. Ê, chuẩn nó bên này không? Chuẩn. Let's run away. Run away baby. Giỏi luôn. Dòng thổi một phát này. Caffini sấy một phát không? Cũng được, tạm được. Rồi con cát mình chắc chết. Cát còn liềm, cháy nghĩa đi. Ê, thực ra bây giờ mình bỏ Caffini đi, mình lấy thêm một cùng chiến được anh em ơi. Chứ con Caffini này thấy cũng không 8.000 đam mà căng hết nhiều đam ấy. Nhưng mà mình thấy con Caffini này nếu mà kích được cuồng chiến cho con cát thì cũng yên tâm. Đang đi tìm một con cuồng chiến rồi cho con thợ sắp đến 9 rồi. 56 56 là 24. 24 là hôm nay lên được rồi đấy. Thôi bắn sau lên. Nhiều máu mà lo gì. Nhà sao mình còn nhiều máu nhỉ? Mình chơi nghịch từ nãy giờ mà vẫn còn nhiều máu. Nó có 40 mana mà nó đánh thường tận 4 phát anh em ơi. Đánh thường tận 4 phát là mới ulti. Này thì Celica này chết được, Celica khỏe hết. Ui phá nhái thôi xong rồi. Phát 4 pháo à? Căng thẳng vậy. Pháo khoa học. Căng thẳng đấy nhỉ. Pháo pha học thợ săn quỷ. Hai pháo thôi mà. Hai pháo, ba pháo. Ba pháo. Caffini thì không cần đâu. Ok. Xong rồi vòng sau mình bắn xử đi, mình đỡ quên. Bây giờ đồ nhá, mình sẽ ném đồ này cho con Malok này. Kiểu gì chắc cũng lên được Malok 2 thôi. Malok sẽ méo bị đứng đầu luôn. Malok đứng giữa luôn nhỉ. Sợ quá thì không đứng giữa nhỉ. Đứng giữa đây xong rồi để con Nakot đứng giữa. Con rồng đứng lây gạch sang đây một tí. Xong Malok đứng trên con. Hay để đồ cho Malok luôn nhỉ. Malok nếu mà có một cái đồ này nó chưa chắc ulti được đâu. Một cái đồ này cũng chưa chắc ulti được. Nếu mà mình ném đồ này cho cả Malok này. Cái đồ này cho Malok luôn này. Thì là 40 là 80 này. 80 này 100 này 100 cộng 130 là 130 là vừa tròn luôn.
Thì cho Malok ulti luôn. Nakoth thì làm cảnh nó vậy. Malok đâu? Không Malok đâu. Này Malok ulti luôn, cho đi bộ ở đây xong rồi nó ulti góc này đi. Đồ khá là dị. Mặc dù mình muốn con Malok mình đứng ở trên hơn, nhưng mà con Malok đứng đây nó sẽ bút được mana cho con rồng này. Cũng quan trọng bởi vì thực ra team mình chẳng có cái mana quá ấy. Có liềm này. Ê, có liềm của con heo này cho con Nakazot đi. Nó xuống nó làm việc đi. Ba ma tộc, ok. Ba ma tộc. Ok, rồng 2. Không sao anh em ơi, vẫn chơi được. Flo xuống. Rồng thổi luôn à, căng phết nhỉ. Ba lốc nhảy, ok, né đam con rồng. Nhưng mà cũng không ra đam phết nhỉ. Ba lốc 1 yếu quá. Rồi được cái ma tộc chém khỏe. Ba ma tộc. Một cái vấn đề khá là nan giải đó là cái vụ cùng chiến này. Nếu mà mình thêm một tướng nữa thì mình thêm một con Richter thôi đúng không? Mình không thêm một con cùng chiến nữa nhỉ. Đánh ba cùng chiến nó hơi bất cập tí. Xin sách thánh nhé. Cần đổi cho con cát. Choi. Ngọc đại đi. Đại cho nó cót đi. 40. Bình tĩnh. Ờ không, gặp lại cho Nakoth ngon hơn. Rồi luôn. Xin con cùng chiến đi. Xin nhẹ con cùng chiến nào đi. Không có à? Arduin. Quy đi. Ui trời, không kịp. Một lấy cả con Arduin anh em ơi. Để đề phòng tí nữa mình thích mình bỏ một con ấy đi để mình đánh cùng chiến được. Mình bỏ một con Omen. Ừ, một con Omen đi đánh hai cùng chiến thôi. Omen 2 đang hơi khỏe. Tiếc nhở. Bây giờ mong nhất là lên một cái 11 tướng. Ừ. Lên 11 tướng được thì mình sẽ đánh cả thợ săn quỷ, cả cùng chiến, cả ma tộc, cả đọa lạc luôn. Khét lẹt liền. Xin cùng chiến được không? Xin cùng chiến nè. Lại nhái. Chắc là mình bán sứ ấn quy ấy. Thên ơi ơi. Để tạm thên vào cũng được. Ơ, à, không cùng chiến luôn này. Tạm Silica nhé. Ngọc đại Silica. Thì thành kiểu được, chơi tạm CDK được. Liềm cho CDK đi. Chơi tạm CDK được. Ok. Ui, phải nhái CDK không chịu làm gì luôn kìa. Mày hà bừa ấy. Ơ, à, mất cả ulti CDK luôn kìa, điên vậy. Quy này điên nhỉ. Con cắt không có đồ này. Thua này rồi. Này này counter mình phết chết rồi. Còn thợ săn quỷ cũng chưa đủ thợ săn quỷ luôn. Vã hồng quy đấm phát ngất mẹ con ấy luôn. Ngất mẹ con CDK luôn. Điên vãi nhà ấy. Ơ à, bộ Arduin này mà. Lily con cá ok. Cùng chiến thêm con cùng chiến đi chứ được con cá 2 rồi. À đây Victor cũng được. Victor đi. Lại cho Nakoth nhé. Rồng muốn búp 20 mana này cho con này thôi. Rồi thế này Malok đi lên vậy. Thì ca bỏ. Sau thêm con cùng chiến nữa thì hên xui. Malok không nhảy à? Vã nhà ấy chết mẹ con ấy của mình rồi. Con cát mà đâu, Nakoth không xuống được kia luôn. Con cát nhảy đi em. Một nhảy ok. Omen chém. Con nào không, hai con này không con nào cùng chiến luôn kìa. Quá ngó. Phá nhá con giòn này khỏe quá. Không làm gì. Bây giờ khả năng nếu mà ném duy nhất có khả năng mà chơi con giòn kia là phải ném đồ cho Nakoth. Nào counter bằng Nakoth thôi anh em ơi.
Malok thì chịu khó tự thân vận động vậy. Chịu khó Nakot tự thân vận động. Bây giờ nếu mà ném đồ cho Nakot thì mình sẽ đổi đồ này sang cho Nakot này. Thánh kiếm với cái này thì giữ cái liềm đi. Giữ cái liềm lại cho Nakot đó này. Thì Nakot sẽ ulti được luôn. Rồng nó sẽ không làm gì được, thôi rồng vứt mẹ bây giờ. Không phải chơi vứt mẹ rồng thì... Đó, Nakot xuống nó ulti luôn, mà Nakot 1. Malok thì sẽ phải chịu khó một tí. Sợ cái thanh kiếm này ở đây. Thanh kiếm này cho con Malok hay cho con Omen hay cho con rồng hay cho con gì nhỉ? Này cho con này, cái này cho con Nakot đi. Nakot nó vẫn chém nó chín mạng. Bây giờ thêm một tướng nữa mình thêm cùng chiến nhé. Cho bán hai này đi. Vậy thôi. Nhưng mà tôi ra mana được. Thế thì có bỏ cùng chiến đi không nhỉ? Đánh tạm, thực ra lại có Omen 2 đánh tạm cùng chiến được. Bây giờ tìm Nakot 2. Cần nhất Nakot 2 em. Để nó xuống nó còn xử lý con Yon ở dưới kia. Rồi luôn. Đó, thế này nhé. Dòng. Ok. Cái này là ok rồi này. Dòng thổi được luôn. Ê, còn liềm đâu đấy. Cho nó tạo dòng này. Na này. Bắt sang góc kia, ok, chơi von cát mình. Ok, sang đây von cát mình tiếp. Von cát mình ăn choáng luôn kìa, vãi nhái không tiếp được luôn à. Tiếp được chứ sao không, tiếp được. Next. Next boy. Vãi nhái, sao con teo kia vẫn còn sống. À, không còn sống nữa. Lại một nan giải nữa, anh em mới không có truy hồn. May vẫn chết. Rất nan giải. Malok 3, lấy con Malok 3 đi. Thầy tăng sao? Thầy tăng sao? Xin truy hồn đi. Đang thiếu anh em ơi. Rồi này nhá. Thì bạn này con Quy ấy xuống thay mặt con Nakot mình đúng không? Ok, cho hai con thay mặt nhau. Xin em Nakot đi. More Nakot please. More Richter please. Con cát thì thôi. Rồi mình vừa gặp bạn nào ấy nhỉ? Mình vừa gặp bạn con cát nhảy sang không? Mình có thể gặp bạn này này. Bạn này floor xiên luôn nhưng mà floor này không có hai kết. Chắc không xiên được con cát mình đâu, con cát mình có liềm. Đây, chơi bạn này thôi. Nakot mình đối mặt với cả con Yon. À đây gặp bạn này thì... Bạn này thì... Floor xiên không chết con cát này, con cát nhảy một phát. Rồi. Nakot ulti được một phát rồi này, ulti được phát thứ hai này. Rồi đi luôn. Chứ là tin nãy giờ không đọc tin nhắn. Lily Kilgott. Quân Kilgott không mua, mình cứ nhìn con Omen. À mình cứ nhìn con Amelie. Tại mình thường chẳng mua Kilgott bao giờ. Mô tạm vậy. Chả làm gì đâu, mình cũng không cho cùng chiến mà được. Rồi luôn, bé Na thua vẫn kìa. Tỉnh. Nên lên Richter 2 rồi. Nakot còn 5 con, Malok còn 4 con, cứ giữ lại nhá. Rồi luôn. Ê, mình muốn chơi con Nakot. Chơi con Yo này lắm anh em ơi. Khả năng mình sẽ... Không, đứng thế xa quá, không được. Cứ để Nakot giữa đi, sợ quá ấy. Nakot giữa. Góc này thì hơi xa này, góc này sợ Nakot ulti không đến. Chắc không sao đâu. Nakot vào giữa ulti. Đến đấy. Cũng đến đấy. Richter đốt. Ui không kịp đốt. À đây Richter đây. Con cát này một con sống này. Nakot xin một phát truy hồn ra con Nakot con cát được không? Rồi luôn con teo kia lại còn sống kìa. Con teo kia nó rất. Con teo kia nó lại còn sống kìa. Ảo thế nhỉ, xong mình team mình nó cứ giết ulti được một lần xong rồi nó bắt đầu đi bộ hết sang nơi này cơ. Di tản hết sang bên kia cơ. Mất cáu. Rồi luôn, không thay được vị trí gì luôn.
nốt là cót đi. Mua cẩn thận không không thua xử mất. Rồi, ok, hai anh quy này đánh quy đánh anh von cát. Chẳng cơ hội gì khác. À, là có súng công ty luôn. Rồi, chắc chết do này. À, không chết. Con này điên quá, chịu rồi. Cũng làm gì cho bạn ấy rồi. Là có này điên quá. Con cát mình không có đồ nữa. Con cát mình ăn choáng. Bắt đầu đến đến giai đoạn dở đấy, không biết làm gì đấy. Làm gì rồi nhỉ? Làm gì rồi bây giờ? Hết sức rồi. Mà tộc con này mắc ping rồi. Mà lốc 3, nắc 3 này khó. Hết cả tiền luôn, không không còn gì mà chơi nữa. Thật sự luôn ấy. Không còn gì mà chơi luôn. Lên tiền ấy, may quá, may bạn đi với bạn kia. Rồi bây giờ làm thế nào để xử bạn này nhỉ? Bình tĩnh nghĩ cách nha. Con quy là xuống này, con crab là xuống này, con thên này. Thánh đồ bạn này đâu? À thánh đồ bạn này là quy. Thên. Khả năng mình phải đẩy con cát các thứ nhà mình sang bên kia để mình tanh. Để mình tanh ở cái góc đấy. Nhưng mà con cát mình cần cái đồ gì đó để nó ulti được. Khả năng cho đồ của Malok sang cho con cát đi. Cho nó ulti sớm đi. Chứ tình hình này mình thấy hơi ulti hơi lâu. Malok cứ để cầm đồ này cũng được, để cho buff cho con rồng, buff cho con kia, thì lại buff cho con Richter được, cho con Richter đồ đi. Malok. Thế thì ham lam, tham lam quá nhỉ. Bình tĩnh. Đây rồi, may quá có thêm đồ cho Malok. Này làm cho con Omen đi. Này làm cho con rồng à. Thế cái liềm này cho Omen đi. Cho con rồng đây. Malok. Thêm đi. Thêm được con gì tốt con đấy rồi anh em ơi. Bây giờ con quy này đứng này. Bạn này không có ấy. Này không có truy hồn. Sẽ thế này đi. Này. Quy đứng ra đây. Không được, không được. Con này hai đường này đứng cạnh nhau. Này thôi. Né à. Là có xuống. Anh nha có không xuống rồi. Thôi đi. Được cái là chóa con thên này. Con thên này không chơi được nhiều. Nhưng mà con cát có kịp xuống đấy không em ơi. Con cát ơi. Đi bộ nhanh lên. Làm gì làm đi. Né góc này bắt con thên thì không bắt được con Yon. Căng nhẹ. Thôi đi rồi. Ây giời ơi. 13 máu đi không? 13 máu đi. Chịu rồi. Không làm gì được rồi. À. Thôi đi ăn sáng rồi đó. Khi người ta có sáng rồi. Thôi. Bye bye anh em. Đi ăn sáng rồi. End stream. Bye bye.